Ok, và xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Yeah, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với lại cây P90 Edited. Nhưng mà mình không thể đi chơi. Đấy, bạn cảm ơn bạn Mark đã nộp 3 triệu vào và nhờ mình quay quân trang luôn. Đấy, quân trang lớn nha anh em. Đó. Còn đâu là cây P90 nó nằm đâu nhỉ? À, bạn ấy chưa bỏ vào, nó vẫn nằm trong cường hóa này anh em. Đây là cây P90 HPL Edited. Đấy, với sự chúng ta hãy đọc qua một chút về thông số của em nó như thế này. À, thì một lần nữa cảm ơn bạn 60 Max đã cho mình 10 nạp thì gần Volo này, và một trong những cây phải nói là cực kỳ hiếm trong đợt upload lần này của VTC. Thì bạn vừa nạp vào rồi, mình còn chưa, mình đã định bảo là bạn ấy chỉ nạp vào Scoin thôi, mình tự nạp để tự tay unbox nhưng mà không được. Bạn ấy lớn nạp hết rồi, thì mình sẽ điểm qua như thế này thông số nha. Với sự sát hại là 28 này, xạ tốc phải nói cực kỳ nhanh, mình nghĩ nó nhanh bằng đĩa đấy, đĩa cái này ấy. Đấy, nó 117 và tinh độ 73, sự ổn định 121, và đây mình thấy là độ cơ động là 56, độ xuyên là 21 20, xạ trình là 60 và lượng đạn là 54/108. Nó hơn cây thường, nhưng cây súng thường khoảng chừng cái súng P90 thường 4 viên, mình không biết nữa, mình không chắc nữa. Hình như cỡ như vậy đấy, tại vì P90 mắc hình như 50/50 các bạn ạ. Đó, đây là cái P90 HPL Edited. Và đây là tới cái màn quay súng cực kỳ bá đạo của mình. Thì đầu tiên ấy, mình sẽ quay hai lần cái này, bể này các bạn. Đấy, một lần đầu tiên. Rồi, thì mình sẽ đến 1, 2, 3 nhá. 1, 2. À, từ từ nào, mong là chúng bể, và bể bây giờ là 14k. Ok, 1, 2, 3. Trang bị rồi, đã quay hai lần, chúng chỉ chúng giáp thôi. Thì quay quân trang nhân 10 đấy các bạn ạ. Mình quay nhân 10 nha, không quay lẹt phẹt nhân 5 đâu. À, mà các bạn đợi một xíu. Ok, mình đã quay trở lại. Thì mình vừa cắt video các bạn ạ, đó, để mình thương lượng với lại chủ hàng một tí. Thì mình nghĩ là mà các bạn nên quay hai quân trang nhỏ với lại hai quân trang chung với lại một cái quân trang lớn. Thì hai quân trang lớn thì nó đỡ tăng cơ hội hơn, nhưng mà thích thì mình sẽ chiêu. Ok, bây giờ mình sẽ quay nhân 10 quân trang lớn. 1, 2, 3. Hiến Linh. Ôi chết bà rồi, G36 Electronic. A12. Ôi, khắm thật các bạn ạ. Quá nhỏ luôn. 1.000 kim cương, 1 triệu đồng chúng ta có cây G36. Ok, mình sẽ quay vào trong này, quay thêm lần nữa xem có chúng bể để bù không. Rồi, được rồi, quay trở lại. 1, 2, 3. Duck Knight cấp 7, yeah. KSG M4A Titan Shaker Dragon, quá ngon luôn. À, thì lần này thì nó đã bù một phát, phải nó dán một phát cực kỳ mạnh. Khi chúng ta có file Duck Knight M37, file Dragon, KSG và M4A Titan. 1 triệu đồng như thế thì mới đáng này. Ok. Đó, mình sẽ chạy quay trở ra và quay tiếp. Phòng quay biển. Được 30 danh dự. Rồi quay trở lại và cùng đếm ngược cùng mình nhá. 1, 2, 3. Cầu mong sẽ được nhân vật hiếm. Evin M249. Trời chết cha rồi, thấy cây này đầu tiên là thấy không ổn rồi. Holy shit. Bạn có thể để cho màn hình. Một giấy luôn. Mình quá nhỏ. 80, 100, 60, 60 và 80, 80. Cực kỳ nhiều điểm cường hóa ở đây. Và mình lại được thêm 550 điểm cường hóa nữa. Có nghĩa là gần 1.000 điểm cường hóa trong cái phần lần quay lần này. Nhưng mà cái mục đích mà mình nhận được thì cũng chả được gì. Không nhận được nhân vật hiếm, cũng không nhận được cái mẹ gì, được có một con Duck Knight M3 ta, Duck Knight cấp 7 thôi. Như thế không biết có hạnh phúc không. Ôi, mình đen quá. Thất bại rồi.
Seeker vẫn không đủ mạnh các bạn ạ. Mình quay chúng Duck Knight 18 mình thì vẫn không đủ để nâng lên cấp nữa. Nhân vật hiếm thì không có. Và coi cả được cây này có thể đủ mạnh rồi, đủ mạnh nên nâng lên 8 rồi. Nhưng mà mình nghĩ khá yếu. Và số kim cương còn lại thì mình sẽ hiến hết toàn bộ nó vào vòng biển. Một giáp, lại giáp. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Mình còn hai phát thôi. Ra ngoài quay danh dự đi bạn, cho nó tiêu hao đi. Xui quá, quá buồn. Ok, mình sẽ tí mình sẽ test một thử một ván loại cây P90 edited, HPL edited kia. Còn mong là sẽ trúng bể. Lại giáp, full bộ giáp rồi. Full bộ giáp rồi. Chúng ta có full bộ giáp Fire Gigon. Lần cuối các bạn ạ. Oh no. Mình cảm thấy cực kỳ thất vọng về lần quay này. Nó thẳng ra là không có đáng so với số tiền mình bỏ ra 3 triệu đồng. Chúng ta có một cây P90 HPL Edited, một cây Fire, một cây Duck Knight M3, Duck Knight cấp 7 và vài súng linh tinh. Mình cảm thấy đang buồn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào test thử một cái ván đấu đội nha. Anh em đợi mình một tí. Mình sẽ test luôn chế độ mới, đó chính là đấu đội headshot. Vì hơi buồn, tại vì có lẽ là đây là cây P90 của chúng ta. Mình test qua thôi nhá. À, để mình tự đây, nghe tiếng khá êm đấy. Bắn hết sọt cực kỳ khó luôn. Còn mình thấy đạn của nó đẩy lên 200 mấy viên các bạn ạ. Uầy, bắn hết sọt phải xuất gun cơ. Mình vào đây mình test thử thôi. Đứng trước mặt có khi còn rất khó bắn luôn. Đây, đứng trước mặt này các bạn. Khó quá. Mình buồn, mình cắm móng tay. Ồ, hai kin rồi. Mình vẫn còn gọi là y nguyên máu. Đợi 3 kin rồi các bạn. Bạn đấu hết sò này có khi. Ồ, trời ngon. Sniper à. Ui, tốt bụng thế nhờ. Mấy anh này tốt bụng vai lờ ra. Oh man, hết đạn rồi các bạn ạ. Mình quyết định là nện, sẽ nện bằng cây A12 luôn. Đùa cậu. Chạy đi. Chạy đi thằng kia. Không quay được gì, hơi ức chế rồi đấy. Đứng đi, đứng đấy. Nhảy, thích nhảy nhót à. Đời, ức chế thật. Số mình đen quá, có lẽ là lần sau mà nhiều bạn yêu cầu mình quay thì chắc chắn là mình sẽ không quay nữa đâu. Nhỏ quá. Ô, tự dưng không bắn được luôn các bạn ạ. Đấy, đang có lẽ là nó đè nó hết sọt rồi. Mất mạng rồi, mất kết nối rồi. Quá nhỏ luôn. Lại pin lại chuẩn bị hết rồi, cho nên mình phải cắm sạc vào đã. Cắm pin vào đã. Đang bắn ngon tự nhiên đè ra cái treo máy. Đấy, phát này không phải mình ngu và chết đâu nhá. Tại vì rớt mạng này. Rớt mạng này. Đấy, thế là mình tính là stream, sẽ stream và quay trực tiếp cho anh em. Nhưng mà không được, lag quá. Đây là bản ạc của bạn HB60 Max. Một thanh niên trẻ tuổi nhưng mà nhà giàu. Đầu tư mà các bạn, chơi game đầu tư phải thế. Headshot thế này bắn cũng khá fail. Tại vì trong chế độ headshot này cũng chả nói lên điều gì. Mình sẽ làm lại một cái video về P90 mà nó chung là nó ok nhất.
đề đầu bắn khó vai. Mấy thằng cứ núp lùm kìa, núp lùm ghế chơi. Ấy nó biết thừa sử dụng nó biết thừa nó sử dụng rũ đạn là sẽ ném chết mà. Ôi dồi ôi, chơi cụ này nháy nhót đấy chứ. Các ông anh cứ vào đây. À đúng rồi, chưa kịp nhận là pha mát đã bị nện phát rồi, tại vì gió hết đạn. Đấy lại rác lại đơ. Kiếp đỏ đen, quá ngu người. Đen thì không, đỏ thì không thấy đâu mà đen là một cục rồi. Ôi dồi ôi, trong cái chế độ này thì anh em khói cần phải chạy làm gì cho mất công. Đúng một chỗ là tiêu rồi. Thằng kia à. Nhiều anh em đứng trước mặt rồi còn bắn không được nữa. Mình sẽ test thử cây. Các bạn thấy không? Rất là khó khăn nhưng mà bắn hết shot. Bắn hơi tốn đạn. Ngon. 16 mười mấy kin đấy. Kin này cũng khá. Kin mình bắn hết shot bằng cây này cũng tốt chứ không có tới đâu. Không có tới nổi tệ. Nói chung là hơi đen thôi, còn lại thì đó. Đen thật chứ, tại vì mình quay không được gì. Người ta đã dọ rồi, tin tưởng mình quay, cho mình quay rồi mà mình quay không được gì cũng khá là buồn, thất vọng. Muốn khóc mà không khóc được đấy các bạn ạ. Một lần nữa xin lỗi bạn 60 mắt đã tin tưởng mình cho mình quay 3.000 kim cương, 3 triệu đồng. Mình thấy nó phải nói cực kỳ gọi là không biết nó làm sao cho nó lên lời. Thôi thì bắn mấy thằng này lánh hơn là lánh nợ vậy. Chưa sao ạ. Ngon đấy. Ủa còn hết sọt mình đấy chứ. 20 chết 4. Coi nhìn team mình gọi 0 chết 4, 0 chết 5. Thế mà vẫn hơn team địch còn vài kim. Đấy, cứ sọt gun là ngon kìa. Lại lát đơ máy ra. Kiếp đỏ đen mà. Chạy cái gì cho đem đầu đây cho nhanh đấy. Thế có phải ngoan không chứ. Ô, đè đầu mình ra bắn à. Mấy anh láo. Hai thằng. Ô, biết ngay mà các bạn. Ờ đúng rồi, tưởng không quay nãy giờ nguồn nó sáng. Hóa ra là cũng có quay. Ta mang bao tội lỗi, trời ơi thân ta giờ đây. Nếu sống không nhà không người thân. Úi giời ơi người thân. Cho tụi em gặp người thân hết. Toàn hết sọt, vỡ mồm không. Lại về gặp người thân đi. Quân móc lốp này. Nước bọn móc lốp có khác. Rồi. Ngày mưa yêu hơi, giờ này anh ra nơi đâu. Có đem cây đầu đây, à, đúng rồi. Nện vào đầu. Các bạn hất nhảm các bạn ạ. Hồng nó bị va lắc rồi. 3 triệu đồng. Tất cả là 3 triệu đồng. Các bạn biết là 3 triệu một tháng mình kiếm cực kỳ khó khăn. Nhưng mà trong vòng 5 giây mình chả làm được cái gì. Nó tiêu mất 3 triệu. Ám ảnh. Chúng mày đem cái đầu về đây. Đấy đúng rồi. Nguyên rồi các bạn ạ. 28-7. Tại vì nói nhiều quá. Đây là mình thu âm trực tiếp nha. Nói nhiều chả làm được gì. Lại bị ảnh hưởng tinh thần. Khủng bố tinh thần. Đây này. Thôi xin chào và hẹn các bạn ở video sau. Quên nhận xét một tí về cây P90 này nhỉ. Nói chung là nó khá là độc đáo các bạn ạ. P90 Limited Edition. Một trong những cây P90 mình thấy bắn sướng nhất. Tại vì có hai cây P90, một cây Dragon, một cây bình thường sao không bán sướng nhất được. Thế nó nếu mà không sướng nhất thì nó bán ra làm cái gì? Đúng không các bạn? Thì được rồi. Để có bạn có theo bạn thì có nên sở hữu cây P90 này không ấy? Thì cái này tùy các bạn nhé. Mình có tiền thì chơi mà không có thì thôi.
mình không quan tâm, tại vì mình cũng chả có tiền để mua. Và đây là nick người ta thôi. Đó, thông số thì cũng ok, xạ tốc cũng ngon, tình độ ở độ ổn định càng tốt. Bắn đầu mà cũng pro chứ, đâu phải dạng vừa đâu các bạn thấy không? Bắn mình bắn đầu với lại solo với mấy thằng sóng lòng rồi các kiểu 28 kin này, ăn hơn nửa trận. Có lẽ một mình còn cân hết. Nên mình ăn chấp hết đấy. Và các bạn, cảm ơn các bạn xem video này. Nếu các bạn thấy đừng quên like, share cũng như subscribe channel mình nhá. Một lần nữa mình gửi lời xin lỗi và lời anh em hãy cùng nhau, hãy cùng mình đây. Hãy gửi lời chia buồn tới bạn HB60 Max. Hãy cùng mình gửi lời một lời chia buồn tới bạn 60 Max. Bạn ấy ở Đồng Nai các bạn ạ. Mình cũng ở Đồng Nai. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau. Ôi giời, 3.000 kim cương. Ôi vãi cả hàng. Thật. Tiếc thật chứ.